trang trí vào đây để mục đích để tạo ra không gian thiên nhiên ở những cái vị trí uống cà phê như thế này, ngăn cách giữa cái bàn thứ nhất, bàn thứ hai và bàn thứ ba được đối xứng với nhau qua một cái chậu cây. Giới thiệu với tất cả các bạn có những cái cách sắp đặt rất là hài hòa, tuy đơn giản nhưng mà cực kỳ hài hòa. Nếu sân vườn nhà các bạn đang trải dài những cái gạch lát nền một khoảng dài rộng như thế này để cho sân vườn được sinh động, thì các bạn nhìn ở đây, đây là một cái khu vực bố trí rất đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả. Đâu đó sẽ có những cái vòng tròn này trồng cây bạch trinh biển, có một màu xanh rất là tuyệt vời. Nếu khu vực nào mà có ánh nắng chiếu dưới 50%, 20-30% thôi thì cây bạch trinh biển này cũng vẫn cho chúng ta một cái màu xanh rất là tốt, màu xanh ngắt, rồi lá thì mơn mởn và rũ ra bên ngoài, tạo ra cho chúng ta một cái lùm xanh trông rất là ấn tượng, phải không? Bên cạnh cái khoảng này thì đây là cây cọ. Cây cọ cũng là một cái loại cây được trang trí trong một khuôn viên nhỏ rất là thân thiện. Tất cả các tán lá sẽ tạo ra một những cái tầng tầng lớp lớp như thế này. Chúng ta nhìn thấy sinh động không? Kích thước lớn, những cái lá to nó sẽ nằm ở bên trên và lá nhỏ nằm ở bên dưới. Cây cọ kết hợp bên cạnh là cây bạch trinh biển tạo ra cho chúng ta một lối đi rất là thân thiện. Phía đằng này thì người ta lâu lâu người ta dùng những cái cây, ví dụ cây mẫu đơn hoặc là cây hoa giấy trang trí vào đây để mục đích để tạo ra không gian thiên nhiên ở những cái vị trí uống cà phê như thế này, ngăn cách giữa cái bàn thứ nhất, bàn thứ hai và bàn thứ ba được đối xứng với nhau qua một cái chậu cây. Thì đây cũng là một cái cách bài trí rất là hợp lý. Thế nên nếu như mà góc nào ở ngôi nhà của chúng ta phù hợp, các bạn hãy sử dụng những cái phương án như thế này. Lối đi được dùng bằng gạch bình thường. Gạch này là gạch đinh. Gạch đinh bình thường để xếp thành một lối đi trông rất là hài hòa, rất là sinh động. Kế bên đó thì người ta sử dụng gạch lát nền bằng cái gạch truyền thống, gạch đỏ của truyền thống dân tộc của Việt Nam từ trước đến giờ. Gạch lát nền này thì có một cái đặc điểm đó là càng lau thì nó sẽ càng bóng. Khi mà lau nhiều thì cái độ cái những cái ten nó nổi lên, trông rất là đẹp, rất là thân thiện với lại truyền thống dân tộc hoặc là gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người dân Việt Nam. Nếu như mà cái trong cái khuôn viên nhà vườn của tất cả các bạn hơi hẹp, không được rộng rãi lắm mà có những cái bờ tường có màu khác chắn lại, thì khi như vậy thì nhìn sẽ rất là ức chế, hoặc là nó tạo ra cho mình một cái không gian nó nhỏ hẹp. Thì có một cái phương án, có một cái mẹo mà tôi chỉ cho tất cả các bạn. Đó là những cái bức tường như vậy thì các bạn sẽ trồng cây leo trên bức tường. Cái thứ nhất là khi bên dưới là thảm cỏ xanh, bên trên cũng là dây leo xanh, thì bức tường nó sẽ không bị một cái không giữa bức tường bên trên và bên dưới nó không bị tách màu với nhau. Thì cái cách mà sử dụng cái cây mà leo trên bờ tường mới hiệu quả và đẹp nhất. Đây chính là những cái cây này người ta gọi là cây thẳng lặng. Khi mà leo kín vào đây thì nó sẽ bám vào thành một lớp mảng xanh như này, trông rất là thân thiện các bạn. Còn ở đây thì người ta sử dụng thêm, người ta trồng những cái cây trầu bà và nó leo ở dưới đây thôi. Nhưng đây thì không gian rất là rộng rồi. Nhưng mà nếu ở nhà các bạn có một không gian hẹp thì các bạn hãy sử dụng cái loại cây này. Đó là cây thẳng lặng các bạn nhé. Rồi nay mai một thời gian nó bám rất là nhanh, nó sẽ tạo ra một lớp xanh mỏng ở trên cái bờ tường như thế này. Nhìn rất là thân thiện, rất là đẹp. Các bạn hãy đi theo tôi. Mình vào ngồi trong. Đây. Các bạn nhìn, ngồi trong như thế này. Đấy. Bên trong mình nhìn ra rất là dễ dàng. Người ngoài nhìn vào cũng toàn bộ thấy được hết người ngồi trong không gian mở này. Rất là thoải mái, phải không các bạn? Hãy áp dụng phương pháp này nhé. Nếu muốn biết chi tiết về những cái loại cây như thế này đó,
thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình, hãy comment xuống bên dưới đặt ra những câu hỏi bằng cái kiến thức chuyên môn hơn 15 năm kinh nghiệm của mình trong cái việc trồng cây và sắp đặt tất cả các vị trí cây ở các vị trí sân vườn theo phong thủy. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách trồng tạo ra những cái góc rất là sinh động, đơn giản và sử dụng những cái cây rất là rẻ tiền. Các bạn hãy theo dõi kênh của mình để cùng có một cái góc sân vườn đẹp.